Oishi <laughs> đấy. <laughs> rất là nhiều bạn và chính mà thân mình hồi xưa cũng thế thôi. Khi được người Nhật hỏi là món này ăn thế nào thì chỉ biết trả lời là hoặc là không ngon hoặc ngon thì chỉ biết nói là oishi hoặc là umai. Thực ra là có hàng nghìn cái cách nói để thể hiện cái hương vị của món ăn và các bạn nói được thì mình sẽ cực kỳ ngạc nhiên và thấy chúng ta giỏi thì rất là giỏi. Ví dụ nhá, chúng ta có từ là được sinh ra được là hương vị nó có thể nó nó hơi lạ một tí nhưng mà ăn vào thì nghiện ví dụ như sầu riêng Việt Nam chẳng hạn rồi là koteri và asari koteri là ăn nó rất là đậm rồi asari là ăn nó rất là thanh nó nhạt hai từ đối nghĩa rồi là thứ ba đó là từ ví dụ như cố cư gà à, được cố cư gà được là ăn những cái món hầm những cái món hầm hay những cái món xương hay là những cái món cà ri ăn nó rất là béo ngậy chúng ta nói là gì ạ cố cư gà được này, béo ngậy Rồi là chúng ta có từ Maroyaka Maroyaka là ăn nó Nó ngon và nó tan ra trong miệng Ví dụ như là kem này Hay là gần đây người ta hay quảng cáo những cái uh, Nước chấm xì dầu mà Nó không quá đậm vị mà ăn nó 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 tan, nó không đọng lại trong miệng mà nó tan ra trong miệng Đó gọi là Maroyaka Các bạn nhớ sử dụng những cái từ này nó cực kỳ hay Và nó còn rất là nhiều từ nữa Nếu các bạn muốn biết thêm thì hãy Comment và like video này nhá Mình sẽ ra cái version 2 của nó Okay, bye bye.